Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại trụ sở chính Vietinbank đã diễn ra buổi gặp mặt đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 của Ban liên lạc cán bộ hưu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Tân, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Mẫn, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, trưởng Ban liên lạc cùng các ông bà, nguyên lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Công đoàn Ngân hàng Việt Nam các thời kỳ. Về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cùng các ông bà là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công đoàn Vietinbank. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng tới toàn thể ban liên lạc. Năm 2018 là năm đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Vietinbank. Với những thành tích và nỗ lực vượt bậc cùng những đóng góp quan trọng trong suốt 30 năm qua, Vietinbank đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Bên cạnh những hoạt động kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực, Vietinbank tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh xã hội bằng nhiều chương trình thiết thực. Các hoạt động đoàn thể, phong trào của Vietinbank cũng luôn được chú trọng, quan tâm và triển khai bài bản. Năm 2019, Vietinbank sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội thị trường, tập trung tăng trưởng hiệu quả, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tân, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp thiết thực của Vietinbank trong thời gian qua. Thay mặt Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ông Tân gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, lời chúc mừng năm mới an lành hạnh phúc tới toàn thể ban liên lạc cán bộ hưu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Tại buổi lễ, ban liên lạc cũng đã tiến hành mừng thọ, chúc thọ cho các ông bà trẫm tuổi của ban liên lạc. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.